Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Theo như tiêu đề của video thì bây giờ mình đang đi ra bến xe Yên Nghĩa để lấy đồ của ông ngoại gửi từ quê lên đây mọi người ạ. Ôi, bây giờ mình gặp một cái chốt rồi, mình phải cất điện thoại đi không là những người ta không cho quay ấy. Người ta không cho qua chốt. Rồi, thành công qua được chốt rồi mọi người ạ. Nhà mình đi ra bến xe Yên Nghĩa thì chỉ có một tí đường thôi, mất 2-3 phút thôi. Nhưng mà vì ở đấy nó có một cái chốt cứng ấy, cái chốt đấy không có người canh giữ mà trèo cũng không thể trèo được, nên mình buộc phải đi vòng cái lối này để đi ra bến xe Yên Nghĩa. Rồi đây là ngã ba Ba La này mọi người, mình đứng đây để đợi chú ấy. Ôi, vì đợi hơi bị lâu nên là mình đã quyết định quay lại một vòng cái chỗ bến xe để quay khung cảnh cho mọi người xem cái đường phố Hà Nội những ngày giãn cách nó như thế nào. Hôm nay thì Hà Nội thì cũng nới lỏng một tí rồi đấy. Hai bên đường này thì chủ yếu là các cái hãng để bán xe ô tô thôi. Rất là nhiều hãng này mọi người. Mọi người mà có xuống đây để mua ô tô thì nhớ ghé vào nhà mình chơi nhé. Đây là hãng gì ấy, chả biết đọc nữa. Hyundai với Toyota, mấy cái hãng mình biết đọc thì nó ở bên kia đường cơ. Đấy, đây là cái gì ấy, chịu thôi. Đấy, đường xá hôm nay thì có xe cộ đông đông người như này. Người ta di chuyển bình thường, nếu mà bình thường thì nó đông lắm. Không như này đâu. Đây là ga Yên Nghĩa, ga Yên Nghĩa là của cái đường sắt trên cao ấy. Còn phía bên này thì là bến xe Yên Nghĩa mọi người. Đây là cổng vào. Cổng vào xe khách, đây là cổng vào xe buýt này. Không ai ngờ có một ngày cái đường cái bến xe nó lại vắng tanh vắng ngắt như thế. Rất là vắng luôn, xe không được hoạt động thì đương nhiên là vắng rồi. Sân trên này là hoạt động của xe buýt, còn nếu mà đi về quê ấy, thì bắt xe về quê ấy, thì sẽ đi về phía sân sau. Video nó hơi bị rung lắc một tí, mọi người thông cảm nhé. Quay mãi mình chỉ thấy cái bến xe này, này. Đây, đây là cổng ra của xe buýt. Còn dưới này thì là cổng ra của xe khách. Đó, bị chặn cứng luôn này này. Đấy, mọi người có nhìn thấy không? Rồi, giờ mình đi, nhà mình thì ở bên này đường thôi, gần thôi. Đấy, đây là các hãng xe. Đây, bên này lại bán xe ô tô tiếp. Bình thường thì trai xinh gái đẹp đứng ở đây nhiều lắm. Các bạn ấy kiểu như là nhân viên kinh doanh ấy. Nhưng mà người ta lựa toàn những người kiểu là người cao dáng chuẩn như người mẫu ấy, đẹp, ăn mặc cũng đẹp nữa. Rồi xe bày ra đây xong là đi qua đây toàn người mẫu thôi. Rồi bây giờ mình đã gặp được xe của chú Thao rồi. Mình đang đi đến để lấy hàng đây. Đấy, chú ơi, xe của chú đang dừng ở đây để đợi mình này. Rồi, mình lấy hàng đấy mọi người. Ôi, đây mình đi lấy về đến nhà rồi nên mọi người. Chào mọi người, hôm nay vàng mình sẽ bóc hồn. Ăn bóc một cái hồn rất to. Nhưng đây không phải đồ của mẹ mình. À, đây không phải đồ chơi của bọn mình. Mà đây là đồ của mẹ mình ấy. Các bạn ạ. Đồ ông quê của ông ngoại gửi lên ấy. Bà bảo là đồ ở trên này mua quá đắt, thịt thà quá đắt. Trên này bà bảo là phải gấp đôi ở quê, thế là bà mới đi dặn đồ ở quê xong rồi ông đi mua rồi gửi lên trên này. Các bạn ơi, như quả bí, các bạn đục người nhà bán. Các bạn ơi, trong đây là bí các bạn ạ. Wow, một quả bí. Ủa, dùng thịt gà với thịt lợn nữa. Đây là bí. Wow, bí ngon. Đẹp chưa? Thịt gà của thím Ngân. Thịt gà nhà thím Ngân à? Cô thím mới nuôi nhiều vậy. Ngân Thận. Thịt gà của thím thím toàn bắt gà ngon mà. Thấy thím hay đăng lên Facebook nhìn ngon. Thím mới toàn bắt gà ngon về, thím mới giết mổ, nhà thím mới có lò mổ mà. Đây. Hai con gà ta thế, ui giời ơi. Ông cẩn thận mang cả long lên. Chắc là thím Ngân thím gói đấy.
không để, ông không để lòng ở nhà mà ăn thì ông lại cầm, ông lại giúp cả lòng lên như thế này. Gà này luộc ăn ngon lắm. Gà luộc cho muối tiêu chanh. Cái gì này một cái đá. Đây còn wow. Thịt thím biển. Thím biển Tuấn. Đây là thịt phê. Thịt phê làm giúp chay nước lạnh. Ôi thịt ngon. Đây thịt mông này, thịt mông này làm ruốc này. Đấy, thịt ngon không này. Sao mà ăn một tháng còn lạnh nguyên. Wow. Còn đây là thịt chân giò này. Và mọi người ơi, đây là một cái chai thịt nữa. Chân giò này. Ngon không? Đấy. Cá tháo cái chân giò. Chân giò họ lọc. Nguyên một cái chân. Chân giò họ lọc này. Đấy. 2 ký chân giò. Đây là sườn này. Sườn này, chả một cái. Sườn ngon không? Sao sườn nào? Đây là một những chai nước lạnh. Toàn có thịt không? Mẹ quay con nữa đi. Đây. Sao đây con ngồi đây, con ngồi đây mẹ quay. Nhưng con muốn đi cất chai này vào tủ. Không, cái chai không cất vào tủ được. Chai đấy là bà Biển để ướp thịt rồi. Bây giờ không cất vào tủ được. Không, không uống được đâu con ạ. Vứt đi thôi. Con ơi, thôi. Tay. Ôi tay. Ừ, chứ cho 4, cho 3 cái tay to. Hôm trước làm nem tay ngon quá, nay bà lại mua thêm. Còn đây mỡ thỏ. Ôi mỡ này. Độc đồ ngon. Ăn mỡ này tốt hơn ăn dầu ăn mọi người. Ăn mỡ lợn. Độc đồ ngon, ở trên này cứ bỏ ăn dầu, mỡ nó không có mỡ ngon. Thế là bỏ là, thế thì ở quê độc người nhà bán thì. Đống thịt này tủ không chưa vừa rồi. Chắc phải cắt ra xong rồi bỏ vào trong tủ ấy chứ. Giờ phải cắt ra chia ra từng ấy một. Chia từng túi một. Ừ. Chia từng túi một. Chắc luộc thử gà đi mình. Các bạn ơi, mình rất thích ăn nhìn gà ngon vàng. Ông nó không bị ấy nhỉ? Gửi lên từ sáng đến giờ mà nó không các bị. Các bạn ơi, mình rất thích ăn bí nên ông mình mang lên cho 2 quả bí khổng lồ luôn. Ừ. 3 quả. Không gửi bí cho Sư Ti ăn đấy. Nhắc gì? Để em lôi thớt to à. Hi, chén thôi mọi người ơi. Mẹ mình thì vẫn còn đang dọn dẹp nhưng mà mình thèm quá nên là bỏ mẹ luộc trước cho một ít gà để ăn. Này, muối tiêu chanh mình chuẩn bị để mọi người. Mời mọi người nhé.
Mẹ ơi, con ăn chưa? Mà ăn trứng là cái gì ạ? Ôi, thịt gà dai, ngon. Mẹ gà ngon lắm mẹ. Mẹ ăn thử miếng. Mẹ ăn thử miếng ngon lắm. Ôi trời. Ngon rồi, mẹ ăn cắn miếng đi, ngon lắm. Kiểu đúng gà quê ấy mọi người. Ngon. Ngon gì mẹ nhỉ? Gà quê của Thiên Ngân ngon lắm. Cháu cảm ơn Thím Ngân nhá, ngon quá. Là hôm qua Thím mẹ mình mua của Thím Ngân, Thím mới giết sẵn xong là Thím mới gửi lên cho. Ở trên này mình thích ăn gà luộc mà gà ta ấy thì sẽ đi mua một 150 một con, nó không được to như thế này đâu. Gà cái, gà bí ạ. À, gà đực của mẹ. Gà này gà đực gà to. À thế không? Gà đực ăn ngon hơn gà cái, đắt tiền hơn gà cái. À. Nên như đi mua ở chợ là vậy. Mẹ mình bảo gà đực rất tiền hơn gà cái. Ăn nó thịt nó ngon nhỉ mẹ nhỉ? Thịt ngon. Ôi cái này cái em còn 4 cái chân mà mai ngâm chua ngọt ngon lắm. Không nhận thịt ăn ngon. Lòng. Nó chắc gì thế mẹ nhỉ? Không. Mềm mềm thịt nữa. Rồi, tí nữa gọi bọn nhỏ nó xuống ăn. Thế tối mẹ luộc đằng khác cho bọn nó ăn nữa. Mấy đứa nhỏ không biết chạy đi chơi đâu hết mà. Mẹ ăn đút mẹ miếng. Ăn cái da của nó ngon á. Thịt vừa chín ngon. Vâng. Mấy Thím Ngân có xem video của con không nhỉ? Cảm ơn Thím. Cảm ơn Thím ấy. Có xem. Thế á? Hà Nội chắc sắp trở lại những ngày bình yên rồi mọi người. Hôm nay đi đường thấy nhộn nhịp à? Vâng, những tiêm hết vaccine là được ạ. Đó là kiểm soát được dịch rồi. Trời ơi, cái bát muối này nó ngon. Nhưng mà miền Nam này xẻng. Nhiều còn nhiều ca. Mấy ngày nhiều ca. Còn cũng chả để ý tin tức gì nữa. Lớp Linh thì cô giáo thông báo là cấp 3 ấy. Thì cô giáo thông báo là sắp được đi học rồi. Cô giáo bảo là cùng lắm là đầu tháng 10 là sẽ đi học. Chắc là học online nốt tháng này ấy. Vâng. Chắc là cánh lớp đi cũng thế. Có chứ. Nhỏng vắt hết cái đùi à. Mấy phần mấy đứa nhỉ? Hay con ăn nốt tới mẹ luộc cái khác cho nó nhá. Mọi người thông cảm nhé, mình phải cố còn được ngày nào. Cố ăn ngày đấy để cho em bé nó to lên một tí. Nhưng mà hôm nay thèm thật đấy. Lúc mà nhìn thấy mẹ chặt con gà thèm quá. Bảo mẹ đi luộc luôn. Con này mấy cân đấy mẹ? To thế. Chắc phải 3 cân rồi. To. Mình bảo mẹ là luộc hết. Mẹ bảo con gà nó to lắm, không thể ăn hết được.
Thế này con chỉ đi mua cái con gà luộc bán sẵn ở quán kìa, nó cũng là gà ta mà nó nhỏ lắm. Mà khi người ta luộc ấy thì cái vì sao thịt nó khô ấy, nó không còn được kiểu mềm mà ướt như thế này á. Mềm mà vẫn dai. Không thấy bọn kia nó biến mảng về nhà để mà đút cho miếng nhỉ. Đi đâu thế không biết. Nó đi chơi lắm mọi người. Mình thích ăn miếng da. Đúng là cắn ngập răng. Ngập răng thôi. Ăn không? Thịt gà ngon lắm. Quay về đây. Quay về đây mới đút. Quay về đây. Quay về đây. Xấu hổ nữa. Nhưng mà xấu hổ thật mọi người. Lần đầu mình quay video ấy mình xấu hổ lắm. Yêu ơi, tập tập cả mấy ngày liền ấy mới dám lên quay video nói. Nhưng mà thôi phải cố gắng để vượt qua. Mày cũng lên video mấy lần à? Họ ngại gì? Hả? Hôm nào tao sẽ quay trộm mày cho người lên video. Thôi trộm mình chỉnh xinh xinh đi nhá. Hôm trước hai mẹ con làm trà sữa, mọi người cũng chào Long mình biết ngay mà. Tối hôm đấy mất ngủ cả nhà luôn. Rồi được mẹ cũng mất ngủ luôn. Mấy mẹ con nằm buôn với nhau. Hai cái đùi. Em ăn cái xương cái đùi đâu. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào mọi người.